Xin chào các khán giả của S Việt Nam. Chắc các bạn cũng biết, chiều tối 25 tháng 5 vừa qua, có một chương trình phát sóng trực tiếp đặc biệt thu hút tới gần 500.000 người xem ở cả fanpage Facebook lẫn kênh YouTube của CEO Nguyễn Phương Hằng. Người người nhà nhà hóng buổi livestream của bà Hằng như hóng táo quân ngày Tết. Nhưng lần này là Tết Đoan Ngọ, ngày diệt sâu bọ chứ không phải là Tết Nguyên Đán. Bất ngờ hơn nữa là CEO Phạm Văn Tam cũng phải bày tỏ lòng cảm kích vì nhờ buổi livestream của bà Hằng mà doanh nghiệp tiêu thụ được đến 3.000 TV chỉ trong một ngày. Tại sao bà Hằng lại trở thành một hiện tượng mạng? Có phải là vì nghề livestream bây giờ quá hot, quá dễ ăn hay không? Bà Hằng làm thế nào để phá vỡ kỷ lục số người xem trực tiếp tại Việt Nam? Lời giải đáp sẽ được nêu rõ ở cuối video này. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Cụ thể đúng 18:30 ngày 25 tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam, đã lên sóng livestream tại Facebook và YouTube. Như đã hẹn từ trước, lần này nữ doanh nhân tập trung giải đáp thắc mắc của công chúng về câu chuyện 14 tỷ đồng tiền từ thiện của danh hài Hoài Linh, về một số những nhân vật liên quan đến lùm xùm cũng được bà Hằng nhắc đến như Hồng Vân, Tràng Khàn, Võ Hoàng Yên, Vi Oanh. Điều đáng lưu ý là ngay từ khi bà Hằng còn chưa xuất hiện, hàng chục nghìn cư dân mạng đã bật máy chờ sẵn. Từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức tới ông bố bỉm sữa, bà mẹ ở cữ đều mong ngóng buổi livestream của bà Hằng. Theo quan sát của Ad thì số lượng người xem không ngừng tăng lên như vũ bão, cứ một phút lại có thêm vài nghìn người, buổi phát sóng được đón nhận nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ sau khoảng 20 phút, livestream của bà Hằng đã nhanh chóng đạt đỉnh khi có hàng trăm nghìn lượt xem, bỏ xa những buổi livestream trước đó chỉ có vài chục ngàn lượt xem trực tiếp. Trên fanpage CEO Nguyễn Phương Hằng có 220.000 lượt xem cùng một lúc, còn fanpage Trường Đua Đại Nam Official đạt 84.000 người xem. Trên YouTube, con số này là 153.000 người xem. Vậy là tổng cộng có ít nhất 450.000 người theo dõi bà Hằng cùng lúc. Với buổi livestream này, nữ doanh nhân đã phá vỡ nhiều kỷ lục về livestream tại Việt Nam. Bà Hằng đã đánh bại kỷ lục trước đó của streamer giàu nhất Việt Nam, tên chính thức là Độ Misi, tên không chính thức là Tộc Trưởng, với gần 300.000 người xem cùng lúc trên Facebook. Nghề streamer trong những năm gần đây được mệnh danh là nghề hái ra tiền, ngồi không cũng ra tiền, nhưng có thực sự là như vậy? Đi đôi với sự phát triển của công nghệ và trò chơi online, nhiều ngành nghề mới ra đời đáp ứng nhu cầu giải trí thông qua nền tảng các ứng dụng công nghệ mới, và làm idol livestream cũng trở thành nghề thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia từ đó. Nếu để chọn ra một nghề làm biểu tượng cho kỷ nguyên công nghệ 4.0, streamer xứng đáng là ứng cử viên sáng giá. Một nghề mới chỉ xuất hiện trong khoảng một thập kỷ qua, gắn liền với Internet, mạng xã hội, các nền tảng live trực tuyến. Một nghề ảnh hưởng trực tiếp tới giới trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 18 tới 24, nơi những idol, những người truyền cảm hứng tới giới trẻ bước ra từ màn hình máy tính. Thoải mái về thời gian, địa điểm làm việc, kể cả nội dung livestream cũng do idol quyết định. Vậy nên nhiều người nghĩ công việc này chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng. Tuy nhiên trên đời này không có nghề nào là dễ ăn cả. Vì là công việc phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ tương tác, nên các idol livestream luôn luôn bị áp lực về lượng người xem. Để nói về cội nguồn của nghề này, chúng ta có thể hiểu nôm na, đây chính là đứa con được sinh ra bởi nghề bình luận viên thể thao truyền thống với các nền tảng phát trực tiếp trên Internet. Mặc dù nhiều game thủ đã up các clip chơi game hay bình luận game của mình lên Internet từ rất lâu trước đó, nhưng chỉ đến khi các nền tảng livestream ra đời thì nghề streamer mới thực sự hình thành theo đúng nghĩa của nó. Dù mới thực sự trở nên hot trong khoảng 3 năm trở lại đây, cùng làn sóng người người nhà nhà trở thành streamer trên thế giới nhờ PUBG và Fortnite, nhưng rất nhiều streamer tại Việt Nam đã trở nên nổi tiếng và được hàng triệu bạn trẻ biết đến. Tứ hoàng streamer tại Việt Nam gồm Pew Pew, Virus, Simesis, Độ Misi không chỉ dừng ở độ nổi tiếng của mình trong cộng đồng game thủ, mà đều đang bước tiến trên con đường trở thành những ngôi sao giải trí đại chúng. Hình ảnh của họ xuất hiện ở khắp nơi, từ các show truyền hình, TVC quảng cáo của các nhãn hàng. Bây giờ đứng đầu ngành streamer Việt Nam thì nhất định phải kể đến CEO Nguyễn Phương Hằng rồi. Chỉ có điều, bà Hằng livestream một game khá là khó nhằn, chấp cả showbiz chơi luôn, chứ không phải lối chơi solo. Mức độ quan tâm đến các streamer nổi tiếng hiện tại không thua kém gì những ngôi sao của showbiz Việt, thậm chí nó còn vượt xa. Ví dụ như Vi Oanh, trước khi lên sóng livestream của bà Hằng thì có mấy ai nhớ tới đâu. Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 500 tới 700 streamer hoạt động thường xuyên
với thu nhập tương đối ổn định và trở thành ước mơ của nhiều bạn trẻ. Một streamer có thể thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài tiền donate của người xem, tiền thu được nhờ lượng người đăng ký theo dõi và lượt xem trên các nền tảng live trực tuyến. Một streamer còn có thể kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ các hợp đồng quảng cáo và hợp đồng live cố định trên các nền tảng như Nimo, NonoLive. Danh tiếng đi kèm cả với tiền bạc. Việc những streamer nhận hàng chục triệu đồng donate từ người xem mỗi buổi live stream đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Những đoạn clip ghi lại việc Virus được donate 100 triệu hay Độ Misi được donate hơn 60 triệu khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc về thu nhập khủng của streamer. Chỉ tiếc là bà Hằng không bật kiếm tiền, không nhận donate, cũng không quảng cáo cho nhãn hàng nào trong các buổi live stream bởi khối tài sản cách xù và lượng hồ xoàn bà đeo đã đủ làm cho người ta chói mắt rồi. Bà chỉ stream vì đam mê thôi. Đam mê tìm kiếm sự thật trần truồng, trùng trục, chủ trụi của giới nghệ sĩ. Không đơn giản, chỉ là trò chơi game và bỗng dưng nổi tiếng. Thứ mà các streamer tạo ra phải là những nội dung chất lượng và đầy tính sáng tạo thì mới được đón nhận. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng kể cả có làm được như thế, thì các streamer thông thường cũng mất thời gian tích lũy kinh nghiệm và tiếng tăm từ vài tháng tới vài năm để có thể nổi lên như một hiện tượng mạng. Còn tại sao bà Hằng có thể bứt phá veo một cái lên top trong chưa đầy 2 tháng? Tại sao livestream của nữ CEO công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Táo Trước Hết có thể thu hút lượng lớn khán giả ở mọi lứa tuổi, ngành nghề quan tâm đến vậy? Không thể phủ nhận rằng nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng là một người vô cùng chỉn chu, kỹ lưỡng trong mọi vấn đề trước khi lên sóng trực tiếp. Trước tiên, bà gây sự chú ý thu hút cư dân mạng bởi mỗi lần xuất hiện là một diện mạo vô cùng sang trọng với trang phục, trang sức đắt tiền, thể hiện sự chịu chơi của bản thân. Bà luôn đeo những chiếc nhẫn, vòng cổ kim cương cỡ to nhất, làm lóa mắt người xem mỗi khi đưa tay che mặt. Thứ hai, giọng livestream của nữ đại gia được nhiều người đánh giá là bắt tai, dễ nghe. Quý vị chờ em nha, em nghe cái điều hạ hệ điều hành cuộc đời em một chút. Có sinh viên còn bảo xem bà Hằng livestream xong học dễ bà hơn hẳn. Chả biết đùa hay thật, nhưng điều khiến mọi người thêm phần yêu thích các buổi livestream của bà Hằng chắc chắn là giọng nói. Họ cho rằng bà có chất giọng cuốn hút, đanh thép và vô cùng dứt khoát, mang phong cách Nguyễn Phương Hằng. Thứ ba, kịch bản trong mỗi lần livestream của bà Hằng rất rõ ràng, được hỗ trợ chuẩn bị bởi rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp. Nhờ đó bà có thể diễn thuyết lưu loát và đầy cảm xúc, nội lực. Sau khi kết thúc livestream, bà còn hứa hẹn về các chương trình, chủ đề phát sóng lần sau, định rõ khoảng thời gian trực tiếp lần tới để mọi người cùng đón đợi. Chính điều đó đã góp phần tạo sự tò mò cho khán giả nhiều hơn. Mặc dù độ hot của các drama mà bà Hằng lan truyền ngày càng lớn và dù phát vào thời điểm nào cũng có rất nhiều người xem, nhưng một bộ phận khán giả cũng có nguyện vọng mong CEO Hằng đổi lịch phát sóng trực tiếp vào giờ hành chính. Bởi tới giờ tối muộn, hít hà drama xong còn lướt phây, hóng biến tiếp thì đuối quá, chịu không nổi. Đặc biệt theo đánh giá của các chuyên gia, trong buổi livestream, bà Hằng luôn có những phát ngôn thẳng thắn, không ngại động chạm đến bất kỳ ai, kể cả những người nổi tiếng có nhiều fan. Và điểm này đặc biệt thu hút sự chú ý của người xem hơn cả. Chửi rất văn, rất sâu cay, hiểm hóc và phát ngôn của bà Hằng trên livestream đã trở thành những câu thoại đắt giá nhất ở thời điểm hiện tại, độ viral cực cao. Dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, thôi đừng diễn nữa, thần điều đại bịp. Những nơi không an toàn là những nơi mà nguy hiểm nhất. 1m2 3-4 thằng lừa đảo. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à. Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Mình Tao. Chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngật ngửa. Cái đồ không có 1.000 tỷ. Chị không muốn nhiều chuyện, nhưng mà chuyện nhiều nên chị phải nói. Giàu mà tham thì sẽ chết bởi đồng tiền lẻ. Tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Đám nghệ sĩ bây giờ phải gọi là giang hồ sĩ quý vị ạ. Nó muốn đụng là mình phải chạm, nó cảm là mình phải xúc, nó muốn sụp thì mình phải cho nó đổ luôn. Và khi người ta tìm đến stream của bà Hằng để hóng hớt, hít hà những drama gây phê pha nhất mạng xã hội, hoàn toàn được thỏa mãn. Giờ đây, cư dân mạng đang mong đợi một màn phát sóng trực tiếp từ phía những người đang bị bà Hằng bóc trần truồng, trùng trục, chú trụi. Im lặng là vàng, nhưng nói ra là kim cương. Muốn thanh minh giải thích hay tranh luận thì cứ lên công khai phát sóng một cách văn minh, có lý lẽ, chứ đừng chửi chó đẻ sau lưng ai cả mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Im lặng thì mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng. Như Minh Béo im lặng một thời gian, rồi giờ cũng đang bị tố là lại đi vào bê sai đổ đó thôi.
Hãy làm một màn tranh luận được ăn cả ngã về không cho minh bạch thực sự đi nào. Mọi người có mong chờ và ủng hộ đến màn đấu tố trên livestream rõ ràng cho mọi chuyện không ạ? Nếu có thì hãy bình luận tôi ủng hộ sự thật và lẽ phải ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký để đón xem những tin tức mới nhất của Em Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!